Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo thanh tra chính phủ, việc quy định xét nghiệm nồng độ cồn tại thời điểm khám sức khỏe của người đề nghị cấp giấy phép lái xe là không cần thiết, làm tăng chi phí cho người dân khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe tại kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp của thanh tra chính phủ đối với bộ giao thông thanh tra chính phủ nêu rõ theo quy định tại quy trình cấp mới cấp đổi giấy phép lái xe thành phần hồ sơ có yêu cầu giấy khám sức khỏe của người lái xe trong đó có chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở theo thanh tra chính phủ, kết quả kiểm tra nồng độ cồn chỉ phản ánh tại thời điểm khám sức khỏe, không phải tại thời điểm điều khiển phương tiện của người lái xe. Kết luận thanh tra chính phủ nêu rõ: Do vậy, việc quy định xét nghiệm nồng độ cồn tại thời điểm khám sức khỏe của người đề nghị cấp giấy phép lái xe là không cần thiết, làm tăng chi phí cho người dân khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe. Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ dẫn báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2023, toàn ngành giao thông vận tải cấp hơn 9,9 triệu giấy phép lái xe các loại. Tính đơn giá hơn 35.000 đồng một xét nghiệm, thì chi phí người dân bỏ ra để xét nghiệm nồng độ cồn bất hợp lý khi khám sức khỏe để cấp bằng lái xe khoảng 350 tỷ đồng. Từ phân tích nêu trên, thanh tra chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi mẫu giấy phép khám sức khỏe của người lái xe tại thông tư 24 năm 2015. Trong đó bỏ chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở để đơn giản hóa, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân khi thực hiện cấp, cấp đổi giấy phép lái xe. qua kiểm tra sát xuất một số hồ sơ tại cục đường bộ việt nam cục đường thủy nội địa việt nam cục hàng hải việt nam thanh tra chính phủ còn nhận thấy các đơn vị nhận hồ sơ của tổ chức cá nhân và xem xét hồ sơ nhưng sau nhiều ngày mới làm thủ tục tiếp nhận chậm cập nhật thông tin lên hệ thống thông tin một cửa điện tử cục đường thủy nội địa việt nam tiếp nhận hồ sơ về thỏa thuận nội dung liên quan đến đường thủy nội địa của một số tổ chức cá nhân, trong đó có thông tin, số liệu chưa rõ nhưng công chức được sao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân tổ chức làm rõ trước khi cấp thỏa thuận. Cục đường thủy nội địa Việt Nam còn cấp giấy phép vận tài thủy qua biên giới Việt Nam Campuchia cho phương tiện đối với một số doanh nghiệp trước ngày thẩm định hồ sơ. Cục Hoàng hải Việt Nam nhận hồ sơ trực tiếp của một công ty nhưng sau 10 tháng mới làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian chưa tiếp nhận hồ sơ, Cục Hoàng hải Việt Nam tiến hành khảo sát, xem xét hồ sơ của doanh nghiệp nhưng nội dung khảo sát, xác minh, không lập thành hồ sơ, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin một cửa điện tử và lưu lại tại cơ quan theo quy định. Qua thanh tra, thanh tra chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến khuyết điểm nêu tại phần kết luận thanh tra, trong đó Bộ Giao thông Vận tải tập trung kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với việc tham mưu, ban hành thêm thủ tục hành chính không được giao nhiệm vụ trong luật, xây dựng, ban hành, công bố một số thủ tục hành chính có nội dung gây phiền hà, bất tiện, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, sai quy định, gây phiền hà, bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, thông tư số 46 mới được ban hành đã sửa đổi bổ sung điều 11 thông tư số 67 năm 2019. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. Đáng chú ý tại thông tư mới không quy định người dân được giám sát cảnh sát giao thông thông qua hình thức bằng thiết bị ghi âm, ghi hình. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng Cảnh sát Giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định. Bộ Công an ban hành thông tư số 46 trên 2024 trên TTBCA sửa đổi bổ sung thông tư số 67 trên 2019 trên BCA về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thông tư mới không quy định người dân được giám sát bằng thiết bị ghi âm ghi hình. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định, nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình chụp ảnh cảnh sát giao thông làm việc và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật. Đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, việc gỡ bỏ hình ảnh và xử lý người vi phạm đôi khi vẫn gây ảnh hưởng tác động xấu đến người xem và cán bộ chiến sĩ việc không quy định hình thức giám sát bằng ghi âm ghi hình phù hợp với quy định của Nghị định 13 trên 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ luật dân sự, luật an toàn thông tin mạng và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ quy định công an các đơn vị địa phương bố trí khu vực làm việc tổ chức ghi âm ghi hình quá trình làm việc của cảnh sát giao thông để đảm bảo công khai minh bạch. Người dân vẫn có thể sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình quá trình làm việc của cảnh sát giao thông nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và không gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông tư 46 cũng bãi bỏ một số quy định về công khai thông tin trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an nhân dân. Cụ thể thông tư này bãi bỏ việc công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông bao gồm tên đơn vị, tuyến đường, loại phương tiện, hành vi vi phạm và thời gian thực hiện. Ngoài ra, thông tư cũng bãi bỏ việc công khai trang phục, số hiệu của công an nhân dân làm nhiệm vụ đăng ký cấp biển số xe cũng như trong công tác chỉ huy điều khiển giao thông. Theo cục cảnh sát giao thông, hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông ngoài việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Vì vậy, Kế hoạch công tác là tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng. Thực tiễn quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều người dân đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông xuất trình kế hoạch tuần tra kiểm soát và chia sẻ lên mạng xã hội, nhằm mục đích quấy rối gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông. Thông tư số 46 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11. So với các quy định hiện hành, thông tư mới nhất đã bỏ một số nội dung liên quan đến hoạt động công khai của lực lượng trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo Bộ Công an, cảnh sát giao thông khi tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ngoài việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, họ còn trực tiếp hoặc phối hợp với đơn vị nghiệp vụ phòng chống tội phạm trên các tuyến. Theo đó, Bộ công an bỏ quy định công khai nội dung kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên. Như vậy từ ngày 15 tháng 11, các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông không cần phải công khai các nội dung như tên đơn vị tuyến đường, loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý, thời gian thực hiện trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính. Thông tư số 46 trên 2024 cũng bỏ quy định công khai trang phục số hiệu công an nhân dân của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe trong công tác đăng ký, cấp biển số xe, đồng thời bỏ công khai trang phục số hiệu công an và các phương tiện kỹ thuật công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định trong công tác chỉ huy điều khiển giao thông. Theo lý giải của ban soạn thảo, lực lượng thực thi công vụ khi tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ngoài việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, họ còn trực tiếp hoặc phối hợp với đơn vị nghiệp vụ phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông. Vì vậy, kế hoạch công tác là tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng. Bên cạnh đó, Thông tư số 32 trên 2023 ngày 1 tháng 8 năm 2023 quy định nhiệm vụ quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 cũng đã bỏ nội dung thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát. Bộ Công an nhìn nhân thực tiễn quá trình thực thi nhiệm vụ của cảnh sát giao thông, nhiều người dân yêu cầu lực lượng này xuất trình kế hoạch tuần tra kiểm soát sau đó kế hoạch bị chia sẻ lên mạng xã hội nhằm quấy rối, gây khó khăn cho việc thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông. Thông tư số 46 trên 2024 cũng sửa đổi bổ sung quy định hiện hành về nội dung. Dây căng là dây có nền màu đỏ, viên màu vàng, chiều rộng từ 5cm đến 10cm. Trên dây có in dòng chữ song ngữ, hàng rào cảnh sát, cấm vượt qua Police Line Do Not Cross, màu vàng có phản quang. Theo ban soạn thảo, tại thông tư số 67 trên 2019 đang áp dụng, dòng chữ in trên dây căng có nội dung Khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua thực tiễn và nghiên cứu cho thấy, dòng chữ này không phù hợp vì mục đích của dây căng dùng để giới hạn khu vực cho lực lượng thực thi công vụ làm nhiệm vụ, không phải giới hạn khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Do đó, việc sửa đổi thành dòng chữ song ngữ hàng rào cảnh sát cấm vượt qua, Police line do not cross, màu vàng có phản quang sẽ chính xác và phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Ngày 8 tháng 10, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, cục trưởng cục cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho rằng mức độ vi phạm vẫn còn nhiều, do vậy việc giảm mức phạt đồng độ cồn thời điểm này chưa phù hợp. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho biết Hiện dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe đã được Ban soạn thảo Cục Cảnh sát Giao thông là cơ quan chủ trì, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện lần thứ hai và trình các cơ quan có trách nhiệm thẩm định. Trong quá trình thẩm định, giải trình, việc bổ sung hoặc đưa ra một số nội dung của dự thảo cho phù hợp hơn với tình hình là chuyện bình thường. Thiếu tướng Trung Thông tin, Hiện dự thảo lần 2 đang được cơ quan chuyên môn, trong đó có Bộ Tư pháp thẩm định. Các giải pháp nội dung đưa ra trong dự thảo là để bàn, nghiên cứu và ban soạn thảo còn phải tiếp thu hoàn chỉnh nhiều. Khi nào dự thảo nhận được sự thống nhất cao, đại diện Bộ Công an sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định trình chính phủ. Nội dung xử phạt vi phạm nồng độ cồn vừa qua có sự thay đổi một vài lần phương án đề xuất về mức phạt. Ông Trung cho rằng ban đầu ban soạn thảo đã đề xuất với hành vi vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu là chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Dự thảo nghị định đề xuất giảm từ mức 6 triệu đến 8 triệu đồng xuống còn 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người lái ô tô và giảm từ mức 2 triệu đến 3 triệu xuống còn 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy. Tuy nhiên, qua các lần thẩm tra, các bộ ngành liên quan chưa đồng ý và có ý kiến cần phải giữ nguyên mức xử phạt này để đảm bảo tính răng đe. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho biết hiện số vụ vi phạm và tai nạn liên quan đến giao thông trên cả nước vẫn còn cao. Trong đó, hành vi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn trong người vẫn ở mức gần 20%. Do vậy, thời điểm này, các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển xe trong dự thảo vẫn được giữ nguyên. Thiếu tướng Trung cho biết khi người tham gia giao thông chấp hành tốt việc điều khiển phương tiện không có nồng độ cồn trong người, Cục C08 sẽ tham mưu đề xuất điều chỉnh lại theo hướng giảm mức tiền phạt. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra xử lý hơn 2,1 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, phạt tiền hơn 4.052 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ vi phạm tăng 450.688 trường hợp, tương đương 26,7%, tiền phạt tăng hơn 800 tỷ đồng, tương đương 24,6%. Trong 6 tháng đầu năm có 501.435 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 19,8%, các trường hợp vi phạm giao thông được cảnh sát giao thông xử lý trên đường thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại